Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình trở lại với series đập hộp những cái món đồ phụ kiện rẻ nhưng mà hiệu quả cho anh em filmmaker quay phim chụp hình của mình nha. Và hôm nay mình sẽ đập hộp đến hai món đồ đây. Theo thứ tự nha, rẻ nhất nha. Đây là cái đèn này, giá tầm 500 mấy thôi. Đây mình mở hộp cho các bạn xem nha. Đây, nó hộp đây. Đây, nó bao gồm một cái đèn, cổng sạc USB Type-C và Type-A, một cái bản hướng dẫn. Lần đầu tiên mình mua cái đèn nhỏ vậy luôn á, và giá rẻ luôn. Cái đèn này nó tên là gì ta? Mình cũng không nhớ tên, tên là Ulanzi gì đó. Như đèn này bạn đi quay ngoài trời bỏ túi được nè, bỏ túi áo cũng được hay đó, tiện ha. Mình sẽ mở lên cho các bạn xem nha. Đây, nó có nút nguồn trên đây nè. Đó, wow. Đèn này nó có tổng cộng 20 hiệu ứng nè. Mình đi từng cái hiệu ứng cho các bạn xem. Đầu tiên là hiệu ứng 1 là xe công an, cop car, nó gọi là cop car, xe công an. Giống như gắn trên chiếc xe công an, các bạn chớp nè, đó. Hiệu ứng thứ hai là ambulance, là xe cứu thương. Thứ ba là fire engine, đó, động cơ lửa ta. Dịch sao mình không biết luôn. Cái thứ tư là lightning. Lightning là sấm chớp. Lightning là sấm chớp, ok. Nhỏ mà cũng sáng quá ha các bạn. Cái thứ năm là quen không? Bạn thấy quen không? Năm nào bạn cũng xem đó, nhớ không? Hiệu ứng này là fireworks, là pháo bông. Tiếp theo TV này, hiệu ứng TV nó chớp đó, giống như bạn đang xem TV gì đó, chớp. Ok. Này là CCT. CCT mình không biết là gì luôn á. Nó giống như cái đèn nan light của mình hôm bữa mình review, nó cũng có hiệu ứng gọi là CCT. Ok, tiếp theo nha. Hiệu ứng hình như RGB này là mình chỉnh hue và saturation được nè. Hiệu ứng này nó có hai cột nè, một cột là H là hue, ở dưới là saturation, mình chỉnh được hai cái được nè. Đó, hình như cái hiệu ứng này là chỉnh được màu đèn nè, để mình chỉnh giảm thôi. Đúng rồi. Đó, bây giờ phân vàng nè. Đó, hiệu ứng này là chỉnh màu đèn. Mình giảm saturation xuống. Đó. Này, đó là đèn trắng. Thì RGB này cho mình chỉnh màu, chỉnh hue và saturation và độ brightness của nó các bạn. Nó có 3 tùy chỉnh trong đây. Đó. Này tiện nha các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó, đẹp hơn liền ha. Nhìn cái scene nó tiện liền đó. Đẹp ha. Đặt đây, hoặc đặt đây cũng được, hay là đặt dưới đây cũng được. Đó. Không? Tiện nha các bạn. Rồi, số 6 TV. Tiếp theo số 7 là hiệu ứng đèn cầy. Số 8 là bạc thi, là phải chớp nè. Hiệu ứng bạc thi số 7, bạc thi là tiệt tùng nè. Ồ, cái này giống nan light của mình, này là hiệu ứng của đèn hư nè. Pulse là như là sáng lên sáng xuống gì đó, chớp thì phải. Pulsing là nó phải in, giống như nó phải in phải out cái đèn á, vừa sáng lên thì đó, chớp sáng lên sáng tối. Strobe giống như đèn strobe, đèn chớp giống như đèn mạng chụp hình này. RGB strobe nó vừa chớp tắt nó vừa đổi màu luôn nè các bạn. Paparazzi là hiệu ứng chụp ảnh. Tiếp theo bạn thấy này quen không? Đây là cấp cứu emergency. 15 là HL beam, là cái đèn beam, là cái đèn HL là gì ta? Các bạn biết này là gì comment cho mình nha. Red flash, này đèn flash mà đỏ đó, giống như chỗ mà đèn đường mà cắm đường vô đó bạn, chỗ mà cho công trình đang thi công á, cái hiệu này cũng ấy nè, đó kiểu giống vậy. Green flash này cũng vậy, này là màu xanh giống như cái nãy mà đổi màu thôi. Này blue flash cũng vậy luôn, giống như nãy mà đổi màu xanh. HSI slow, cái này chắc nó sẽ từ từ chuyển màu quá. Đó, đúng rồi nè. Đó, nó từ từ chuyển màu này qua màu kia. Tiếp theo giống như nãy nhưng mà nó fast, nó chuyển nhanh hơn. HSI fast, nó chuyển nhanh hơn nha. Rồi,
đó tổng cộng có 20 hiệu ứng nha các bạn. Để mình coi sách hướng dẫn nó để cái đèn này là thời lượng bao nhiêu nha. Hình như trong đây nó không có để thời lượng sử dụng pin được bao lâu các bạn ơi. Theo mình nghĩ chắc nó nhỏ vậy chắc nó xài tầm 1 tiếng là nó đi kèm với dây sạc này, thì bạn có thể kẹp với gắn với sạc dự phòng bằng sạc cũng được, vừa sạc vừa xài cũng được. Độ sáng nó sẽ từ 2500 đến 9000 Kelvin. Nó có 500 hả ta, để mình thử coi. Mình thử coi cái nào 500 nó coi nó hết không nha. Mình ở đây mình có nào 500 không ta? Đúng rồi bạn, 500 này các bạn ơi. Tiện quá ha. Đó, như cái này bạn có thể gắn lên trần, trần nhà hay là gì đó cũng được nè các bạn. Có 500 nó hết nè. Đó, thấy không? Đó, tiện quá các bạn. Cái này nhỏ gọn thì các bạn có thể bỏ túi vô đây được đó. Khi con quay outdoor này bỏ túi vô bạn xài ngon lành. Tuyệt vời. Với giá 500 mấy được cái đèn này quá quá ngon, quá gọn, quá dễ thương các bạn. Cầm tuyệt vời. Ok. Yeah. Hai đầu nó có hai cái lỗ này các bạn, để các bạn gắn lên chân đèn cũng được. Đó. Nhìn hay không? Thế là mình có cái setup quay vlog tại nhà, đẹp không? Lý do mình mua cái này là vì nó nhỏ, gọn, giá rẻ. Và những lúc mình đi quay ngoài trời hay gì đó, đi tỉnh, đi rừng, đi núi gì đó, mình cần cái này cũng tiện. Mấy bạn mà quay TikTok á, quay fashion hay là quay gì ngoài trời, đi ekip, những ekip nhỏ một người á, bạn cầm này bạn quay cũng tiện. Một tay cầm gimbal, một tay cầm cái đèn cũng được, hoặc đặt cái góc nào đó cũng được. Tiện lắm các bạn. Hoặc bạn chụp ảnh cưới rồi đó, chụp ngoài trời rồi đó, lấy cái này đem theo làm hiệu ứng màu cũng được đó các bạn. Ok, đó là cái món đầu tiên, là cái món rẻ nhất hôm nay. Cái món tiếp theo giá hơi cao hơn xíu,